biệt. Các bạn có thể thấy không, hôm nay có các thầy cô đây, là đây rất là đông vui này. À, và hôm nay cũng có một bữa tiệc nho nhỏ là buổi gặp mặt của các thầy cô là bạn bè học chung với cô. À, và cũng như một cái lời hẹn trong livestream lần trước thì hôm nay cô trò chúng ta cùng đến đây để vui nút bạc cho kênh Anh Ngữ Ca Thi các bạn nha. Và không để các bạn phải chờ lâu nữa, bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng làm một điều rất là thú vị, đó chính là vui nút bạc. Đây các bạn ơi, các bạn có thể thấy là hôm nay ở đây không khí thật là ấm áp và đông vui, rất là đầm ấm, rất là hạnh phúc luôn. Đây là các bạn học chung của cô, các thầy các cô, đây là những thầy cô rất là ưu tú, vẫn đang ngày đêm miệt mài những trang giáo án và những cái bài học quý giá đem đến cho các em, cũng giống như là cô Ca Thi vậy đó. Bây giờ chúng ta cùng vui nút bạc các bạn nhé. Đây là một cái nút bạc cho kênh đạt 100.000 người đăng ký. Nút bạc được gửi từ bên Mỹ về nha các em nhé. Đây là một cái thư. Đây là một cái thư của YouTube gửi cho cô. Cô trò chúng ta cùng đọc sau nhé. Mình sẽ để nó ra đây. Đây là một miếng xốp được bảo quản rất là cẩn thận. Và đây là nút bạc cô Chi học mình với. Đây các em ơi, đẹp không nào? Tuyệt vời luôn ha. Ở đây có tên nè, Miss Ca Thi, đây là tên tiếng Anh của cô trên kênh này các bạn. Nút bạc quá đấy đây. Đây đây là thầy Việt, thầy Việt học cùng với cô. Fan fan của kênh á. Chúc mừng Ca Thi là nhận nút bạc nhé. Xin cảm ơn ạ. Đây là cô Dung. Cô